Xin chào bạn, chúng ta quay trở lại với channel của mình và mình Hoài Bi đây. Thì trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ làm một clip dành cho bạn, các bạn dành cho để comment ở phía dưới bình luận và có yêu cầu mình làm một clip thì đó là bạn Minh Thư, bạn Thư Minh thì có yêu cầu mình lần này là bạn đã bình luận lần thứ hai rồi. Đó là anh ơi, anh làm video về nhạc chuông đi ạ. Em muốn đổi nhạc chuông ở nhạc Benzing MP3 mà không đổi được ạ. Rồi ok. Đây là một cái yêu cầu theo mình nghĩ thì thấy là rất đơn giản đối với rất nhiều anh em đúng không ạ? Bởi vì thực tế mà nói thì đổi cái nhạc chuông ở Zing MP3 thì nó rất đơn giản thôi, nó không có gì phức tạp. Tuy nhiên đối với những bạn mà chưa hoặc là ít tìm hiểu về cái vấn đề này thì lại rất là khó khăn đúng không? Dễ người khó ta mà đúng không? Rồi ok, và trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ làm clip theo yêu cầu của bạn và theo để cũng để đồng thời hướng dẫn cho rất nhiều anh em luôn. Rồi đầu tiên thì để đổi ứng dụng nhạc, đổi cái nhạc chuông trên Zing MP3 là đổi cái nhạc Zing trên Zing MP3 làm nhạc chuông thì các bạn phải tải Zing MP3 về, thì mình cũng quay video lại màn hình để cho anh em dễ hình dung hơn. Rồi các bạn vào phần set play, các bạn cài đặt cái Zing MP3 này. Đó. Đồng thời các bạn cũng phải dùng Zalo luôn, bởi vì Zing MP3 này thì liên kết với Zalo để các bạn có thể là đăng nhập vào để tải dễ dàng hơn. Tuy nhiên là trong cái phần làm clip ngày hôm nay thì mình không biết là mình nên hướng dẫn các bạn cái bài nhạc nào. À rồi, mình sẽ làm cái bài nhạc yêu thích của mình. Mình nghĩ là nó sẽ không bị vi phạm bản quyền. Bởi vì các bạn, như các bạn đã biết là cái việc mà bản quyền trên YouTube, đặc biệt về âm thanh và hình ảnh nó rất là gay gắt. Đấy, rất là căng thẳng luôn. Các bạn, nếu mà các bạn sau này các bạn nào mà tìm hiểu về YouTube thì các bạn sẽ biết cái vấn đề này. Thì ví dụ như các bạn... Ví dụ như mình làm một clip này mà ở bên người bên cạnh mình đây có người mở cái bài hát của ví dụ như của anh của bạn Sơn Tùng MTP chẳng hạn, đấy là cái clip của mình rất có thể sẽ bị xóa đi đấy, vì nó vi phạm bản quyền là đã sử dụng âm nhạc của bạn Sơn Tùng MTP mà không được bạn cho phép và cũng không được bản quyền bài này đấy, rất là gay gắt. Rồi quay trở lại với clip ngày hôm nay thì các bạn tải xong ứng dụng MP3 Zing MP3 thì các bạn mở nó lên thôi. Các bạn cần phải đăng nhập nhé. Các bạn vào phần đăng nhập này, các bạn ấn vào cái ứng dụng Zalo này. Đó. Thì khi các bạn đăng nhập vào, các bạn mới sử dụng được một cách bình thường, tải nhạc vân vân các thứ. Ở đây thì mình sẽ ví dụ như bài Cô Hàng Xóm này. Đây cũng là một trong những cái bài ưa thích của mình. Đấy. Cô Hàng Xóm này. Đó. Đây, Cô Hàng Xóm này thì các bạn nhìn thấy cái dấu 3 chấm ở phía bên trên này này. Đấy. Các bạn nhìn cái dấu 3 chấm phía bên trên này. Các bạn nhìn xuống dưới. Các bạn sẽ ấn vào có phần tải về này, có phần thêm vào thư viện này, có phần thêm vào playlist này, có phần cài làm nhạc chuông này, xem nghệ sĩ tải về này, vân vân. Đấy, có cả phần tải về nhá. Ở đây có 128 kilobit và 320 thì mình chọn 128 thôi. Đó, như vậy là sẽ tải nhạc về hết sức đơn giản. Rồi, ở đây có cả phần cài làm nhạc chuông luôn. Các bạn ấn vào cài làm nhạc chuông. Đấy, ở đây nó sẽ ghi là có thể sửa đổi các tùy chọn cài đặt hệ thống, thì các bạn nhấn vào cho phép nhá. Các bạn phải nhấn vào cho phép thì mới được. Đó, nhấn vào này, cài làm nhạc chuông này. Đó, đã cài nhạc chuông thành công. Đó, bây giờ thì mình sẽ test thử nhé. Bây giờ mình sẽ dùng cái điện thoại của mình. Mình ấn sang này. 0826570777 này. Đó, mình gọi sang và mình sẽ nghe thử nhé. Đó, các bạn thấy thế không? Đó. Như vậy là mình đã cài đặt thành công cái nhạc chuông. Tuy nhiên có một cái vấn đề ở đây, đó là chúng ta sẽ cài đặt theo cái mặc định mà Zing MP3 sẽ đưa vào chúng ta, chứ chúng ta không tùy chọn được cái việc là cái đoạn nào mà chúng ta ưa thích, đúng không ạ? Có thể là các bạn sẽ chỉ thích cái đoạn đầu tiên, hoặc là đoạn cuối cùng, hoặc là cái đoạn điệp khúc chẳng hạn. Ví dụ như vậy. Thì cái đó thì các bạn cần phải sử dụng như mình cài đặt, ví dụ cài đặt bài Sóng Gió của ca sĩ Jack ấy, thì mình thấy là được cái đoạn điệp khúc. Rất nhiều bài được đoạn điệp khúc, nhưng một số bài thì sẽ không được đoạn điệp khúc, thì nó sẽ không phải đoạn hay. Đối với cá nhân mình cảm nhận được như vậy. Đó, thì tốt nhất là các bạn nên sử dụng một cái ứng dụng, đó là cắt nhạc, ghép nhạc
để làm nhạc chuông thì nó sẽ tiện hơn. Còn cái ứng dụng cắt nhạc hay ghép nhạc thì mình sẽ làm ở một video clip sau nhé. Các bạn hãy nhớ ủng hộ mình bằng cách bấm đăng ký kênh để nhận những video sớm nhất. Rồi, và vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho bạn Minh Thư, bạn Minh Thư. Rồi, cách cài nhạc chuông và cho rất nhiều anh em hoặc là chị em nào mà chưa biết cách sử dụng cái vấn đề này. Rồi, vừa rồi đó là cái trên điện thoại, đây là trên điện thoại Android nhé, cụ thể là trên điện thoại Xiaomi Redmi Note 10. Còn với iPhone thì nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, nó sẽ phức tạp hơn một chút. Đó, cho nên là anh em sẽ không thể cài đặt trực tiếp từ Zing Mate 3 được, mà anh em cần phải sử dụng ứng dụng chỉnh sửa, thì có lẽ mình sẽ làm một clip riêng để anh em có thể là tiện sử dụng và theo dõi hơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi video này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.